đầu giờ số tiếp quý vị nha. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, số gì đây? Mấy gì ra, mấy gì ra, trở lại đây, trở lại đây, nghe cứ số mấy gì ra, mấy gì ra, đang lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra con mấy gì ra, mấy gì ra, số gì đây? Mấy gì đây, mấy gì đây? Trong căn nhà quan dường như có ma đang lú đầu ra làm em cái hú hồ. Con ma đầu đinh hàm răng nó cắn tình nó lú đầu ra làm em cứ giật mình. Ngày từ ngày vừa qua đầu đinh nói với em thơm 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 cuối ẩn, thơm 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 cuối ẩn một chỗ xinh. Con số chín, con số chín, con số chín. Số gì đây? Mấy gì đây, mấy gì ra, hai gì đây con, hai gì đây, hai gì ra. Anh đi đâu về, anh đi đâu về, mà tóc đầy mẹ, mà tóc đầy mẹ. Anh ngồi anh chạy, anh ngồi anh chạy, nghĩ gì vui thế. Rồi cười một mình à, la 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 chào từ đêm xa cách không còn ta trông thấy nhau từ giá hôm qua em khi chúng xa nở lại nơi này giá biệt em lên đường ôi cao xanh lòng bài ra chi cho đôi mình vẫn ly anh đi về nơi đâu em đi qua gió vừa ta xa đành sao con số sáu. Con số 6 liều hả? Liều. Mấy gì ra, cuộc cờ gì ra, cờ gì ra. Mấy gì ra, Việt Nam quê tôi thẳng cánh cò bay. Có ai đi xa mà không nhớ quê nhà. Việt Nam quê tôi dưới biết bao con người trải qua gian lao của tấm lòng người Việt Nam. 58, 58, 58, 53, 53, 53, 53, 53. 58, 58, 58 số gì đà, năm gì đây, năm gì đà, cái năm gì đà, năm gì đây. Trần gian từ già xuống cõi âm này, khi nghe phán quán trả trần trần. Bạn cứ nói rằng các ơi chia làm hai khúc. Trời ơi quan nghiệp ai đây bắt ta phải lên mạng này. Quá thiếu binh dân cung phải khai gò càng tận tình. 59, 59, 59, 59, 59. 59 mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Mấy gì ra, mấy gì đẹp, mấy gì ra. Khi xưa Alibaba đi chợ dùng tiền áo bao lời ra. Alibaba, hôm nay Alibaba đi chợ dùng tiền áo bao lời ra. Alibaba, hey! Ngày mai Alibaba đi chợ dùng tiền áo bao lời ra. Alibaba đi chạy cùng tia sau lời ca. Alibaba con số ba, con số ba, san hô san. Con số ba gì đây? Từ là từ vũ tư bảo kiếm dạng cờ phong hoàn đàn. Từ tơ là từ, là từ vũ tư tơ 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 tơ. Tơ là tơ vũ vương bảo kim sắc phong lên đàn giàu ra rung trong tình bạn nằm mơ cánh mơ màng em luôn trong tình chàng ôi gan vàng quặng đào ư ư 44 44 lên đàn luôn đấy ta mắc cười quá à người ta là lên đàn má lên đàn mấy gì ra
số gì ra, giờ sao tao mất tiêu rồi. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì đây, bốn gì đây, bốn gì đây, mấy gì ra, bốn gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Lần cuối gặp nhau Lan khẽ nói yêu mãi nghe anh, em thương anh chân thành, nếu duyên không thành thì ơi Lan cắt tóc cạo đầu trọc lóc chuồn đời thiệt mô. Một dòng sông xưa cùng ai bên anh nón mái cao, lời ru năm xưa trái tim nghiêng nhau, chữ yêu muôn đời người ơi cánh chia vui chung. Con 14, con 14, con 14, con 14, con 14. Con 14, con 14, con 14, con 14, số gì ra, hai gì đây, hai gì ra, cái hai gì ra, trời xa mưa giống cho mưa, nó heo gió bèo cây cầu, da mắt qua sông để mẹ về, nước tuột một dây à, trời xa mưa giống thu buồn, con phải đưa đò cũng lạnh lùng, bó bằng dòng sông nên không có. Một dòng sông xưa cùng ai bên anh nón mái cao, lời ru năm xưa trái tim nghiêng nhau, chữ yêu muôn đời người ơi cánh chia vui chung. Con 14, 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 số gì ra, hai gì đây, hai gì ra, cái hai gì ra, trời xa mưa giống cho mưa, nó heo gió bèo cây cầu, da mắt qua sông để mẹ về, nước tuột một dây à, trời xa mưa giống thu buồn, con phải đưa đò cũng lạnh lùng, bó bằng dòng sông nên không có.
trong nhà mình. Còn nhà bên kia trang lắm mọi người. Thì trả mà không thấy được. Trở lại đến hai bức tranh. Tiếp tục nữa nha mọi người, đây trong nhiều lắm. Đây là một cái phòng bức tranh của cụ già gần 80 tuổi. Núi non hùng vĩ. Đây là cây bẩy. Rất là giống như cái lời chú thật xa xa như nè. Đứng trong người theo lần ở đây giống như một cái vườn chú thật nhìn xa. Khi anh qua thương đúng cây dính dính á, cây dính dính á, cây ké cây ké một cái chân này là bức tranh làm bằng hộp cắt ké, đúng rồi, hộp dính người ở dưới quê nếu mà cái hộp này dính lên đầu là gõm mà luôn á, trời dính vô đồ là chết luôn. Cái này mình thử mình lấy một hộp gắn lên đầu dân thử coi. Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đang ở rồi sao mình tên xin chào madam như cái con robot vậy đó nghe nhẹ đâu sao đó em thôi hai đứa.